Xin chào các bạn nhỏ. Trong chủ đề mới Cún cưng của em có rất nhiều câu chuyện hay dành cho chúng mình đấy. Hôm nay cô sẽ đem đến cho các con một câu chuyện vô cùng thú vị. Câu chuyện kể về hai bạn chó và mèo sống chung với nhau. Mèo có ơn với chó, nhưng chó lại ghét mèo vô cùng. Để tìm hiểu lý do vì sao chó lại ghét mèo như vậy, chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô kể câu chuyện Sự tích chó mèo ghét nhau nhé. Đây là một câu chuyện sự tích của dân gian Thái. Sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Xưa kia, chó và mèo vốn chơi rất thân với nhau. Tính chó thời luộm thuộm, bã đâu nằm ngủ đấy. Còn tính mèo thì ưa sạch sẽ, lúc nào cũng nằm trên chiếu. Hôm nay thời tiết tốt, chút nữa chúng ta hãy cùng ra ngoài chơi nhé. Được thôi. Thế rồi, chó sinh con đúng vào mùa đông trời bút lạnh. Thương đàn con của chó rét mướt, nên mèo liến nhường chiếu. Tiếng Thái là phụ, cho đàn con của chó nằm. Nhờ thế mà đàn con của chó sống sót qua được mùa đông rét đó. Có ấm hơn không? Cảm ơn anh mèo, anh thật là tốt bụng. Thế rồi một ngày kia, chó và mèo cùng về ở sống chung với người. Thấy mèo có vẻ hiền lành, lại biết bắt chuột, nên người rất quý, cho mèo nằm ngủ chung chăn, cho ăn cơm trộn miếng ngon. Sao lúc nào mình cũng phải nằm đất, mèo có làm gì đâu cơ chứ. Còn với chó thì người cho ăn cơm thừa và canh cặn, bắt nằm ngủ ở dưới sàn, dưới đất. Đồ ăn của mình toàn là ôi thiêu thế này, trên bàn bao nhiêu là đồ ăn ngon. Vì người đối xử không công bằng, nên chó nảy sinh ra ghen tị. Cứ nhìn thấy mèo ở đâu là chó đuổi theo tìm cách cắn. Phải đuổi ngươi ra khỏi nhà này, đồ đáng ghét. Mỗi lần bị chó đuổi là mèo lại phồng miệng lên kêu phụ, phụ, tức là chiếu, để nhắc lại cái ơn của mình đã cho chó mượn chiếu trước đây. Nhưng chó bỏ qua, vẫn cố đuổi cắn mèo cho bằng được. Mèo tức chó vô ơn nên kiện lên vua Then ở mương Bùn, nhờ vua Then phân xử lấy lại công bằng. Hãy nói cho ta hay, tại sao người lại đuổi cắn mèo? Khi được vua Then hỏi đến, chó bèn thưa: tại con người đối xử bất công, mèo chỉ giúp người được mỗi việc bắt chuột thì lại được ăn ngon, ngủ chăn. Còn con làm giúp người bao nhiêu việc, như cánh nhà trông trộm, đuổi trâu đuổi gà khi chúng phá vườn. Vậy mà lại toàn phải ăn của thừa, của ôi thiêu vứt đi, khi ngủ thì phải nằm đất. Cho nên tức quá, con mới đuổi cắn mèo ạ. Vua Then nghe thấy có lý nên phán: vậy từ nay, chó và mèo nếu muốn sống chung ở trong một nhà thì mèo phải lệnh chó xin cho được ở cùng. Thế là từ đấy, nhà nào muốn bắt mèo về nuôi thì khi bắt mèo về phải bế mèo lệnh chó ba lạy. Như thế chó sẽ để cho mèo ở cùng và không đuổi bắt nữa. Câu chuyện cô kể tới đây là hết rồi. Vậy chúng mình đã biết lý do vì sao chó lại ghét mèo như vậy chưa? À, đúng rồi. Vì khi ở cùng với con người, trong khi mèo được ăn ngon, ngủ cùng chăn ấm vì giỏi bắt chuột, thì chó lại phải ngủ dưới đất, ăn cơm ôi thiêu,
Mặc dù chó giúp người bao nhiêu việc, như canh nhà trông trộm, đuổi trâu đuổi gà nữa. Vì thế nên chó ghét mèo như vậy đấy các con ạ. Cô chúc các con có những phút giây thật vui vẻ bên những câu chuyện thật hay của các cô. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những câu chuyện tiếp theo nhé.